Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chặng đường 10.000 ngày. Tác giả: Thượng tướng Hoàng Cầm. Nguyên Tổng Thanh tra Quân đội, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định, Tư lệnh Quân đoàn 4. Tập 13, chương 14. Về cuộc hành quân Giang Sơn City. Đây là cuộc hành quân trên bộ lớn nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ, cả về quy mô lực lượng lẫn mục tiêu nêu ra. Như quý vị và các bạn đã biết, Bộ Tư lệnh Quân đội Viễn chinh Mỹ ở Nam Việt Nam cho rằng sở dĩ họ thất bại trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất là do diện phản công rộng, hướng tiến công nhiều, dẫn tới lực lượng bị phân tán, nên cuộc phản công mùa khô lần thứ hai này chúng tập trung ưu thế binh hỏa lực vào một chiến trường trọng điểm là Đông Nam Bộ và một mục tiêu chủ yếu là chiến khu Dương Minh Châu. Để giành thắng lợi chắc chắn, ngoài năm cuộc hành quân thăm dò, nghi binh, tạo thế, địch còn có cả một kế hoạch chuẩn bị với nhiều nội dung rất công phu. Từ ngày 25 tháng 9 năm 1966 đến ngày 20 tháng 2 năm 1967, địch tiến hành một chiến dịch khai quang dồn dập với trên 60 phi vụ máy bay C-47, C-123 thả chất độc hóa học dọc theo đường 4, tỉnh lộ 13, đường 22, dọc các sông Sài Gòn, Tha La, Suối Mây theo hướng biên giới từ Cà Tum đến Tà Nôi, chú trọng các trục giao thông và những nơi có cơ quan, nơi đóng quân của đối phương, tiến hành mở rộng sân bay Trảng Lớn, Suối Đá, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Quản Lợi, sửa gấp các đường 19, 22, 26, xây dựng các kho tàng dự trữ ở Trảng Lớn, Dầu Tiếng, Hớn Quản, tăng cường quân sự cho các khu dự kiến triển khai chỉ huy sở hành quân. Cũng từ tháng 12 năm 1966, địch vận chuyển 3.000 chuyến đưa 10.000 tấn hàng các loại gồm xi măng, bao cát, kẽm gai, gỗ đá, ống cống, cốt sắt, máy phát điện, tủ ướp lạnh, xe ủi đất, cầu dã chiến từ Sài Gòn lên Tây Ninh. Ngoài ra, mỗi ngày địch còn dùng từ 10 đến 15 lần chiếc máy bay C-128, C-130 chuyển hàng từ hậu cứ Biên Hòa lên Dầu Tiếng, Trảng Lớn, Suối Đá, Minh Thạnh, Quản Lợi. Từ mùng 1 tháng 2 đến 21 tháng 2, địch dùng trên 80 phi vụ L-19, RB-57, C-47 bay quan sát, chụp ảnh địa hình, thả máy thu tiếng động do hướng VTD theo các tuyến đường sông ven biên giới trong khu vực căn cứ, tung thám báo biệt kích vào khu căn cứ để nghe trộm điện thoại, phát hiện mục tiêu, điều tra theo dõi dấu vết ta dọc theo các lộ kiểm, lộ ủi. Càng gần đến ngày N, địch tăng cường chuẩn bị hỏa lực sát thương ta trước khi bộ binh nhảy vào. Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2, một ngày trước khi mở cuộc tiến công, địch dùng 16 phi vụ B-52, 40 đến 50 lần trên chiếc và 30 phi vụ phản lực 90 lần trên chiếc oanh tạc các mục tiêu bầu cỏ, tràng chiến, trà dơ, đất đỏ, sóc mới, suối nước đục, dùng 60 phi vụ C-123, C-47 rải chất độc hóa học xuống các khu rừng còn sót trên sông Sài Gòn, Tha La, thả bom cháy đốt các trảng trống dự định sẽ đổ quân đóng chốt. Đêm ngày 21 tháng 2 năm 1967, máy bay B-52 oanh tạc 9 lần, mỗi lần từ 3 đến 9 lần trên chiếc ném bom rải thảm xuống khu vực Dương Minh Châu. Xen kẽ giữa các đợt hoạt động của máy bay B-52 và cả ngày 22 là 234 lần xuất kích của máy bay cường kích chiến thuật. Có thể nói trong suốt thời gian chuẩn bị, chờ đợi, tuy chưa trực tiếp đối mặt với quân thù, nhưng âm vang của chiến tranh làm rung chuyển mặt đất nơi chúng tôi đứng. Khói bụi của chiến tranh bay khắp không gian, nhiều lúc không sao chợp mắt vì những tiếng nổ chát chúa
rất gần, dội vào tai, vào óc, nghe nhức nhối khó chịu. Sau nhiều tháng hối hả chuẩn bị, Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Mỹ đã tung vào cuộc phản công chủ yếu này 45.000 quân, gồm 26 tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn tăng thiết giáp, trong đó có 2.300 xe, 17 tiểu đoàn pháo binh, 250 khẩu, 17 phi đoàn máy bay phản lực, máy bay vận tải, hàng trăm lần chiếc máy bay chiến lược B-52. Quân Ngụy tham gia cuộc hành quân này có một chiến đoàn thủy quân lục chiến, 2 tiểu đoàn, 1 tiểu đoàn biệt động quân và 12 đại đội biệt kích. Bằng lực lượng gần gấp 2 lần cuộc hành quân Stedafon, địch mở cuộc hành quân quy mô lớn với thủ đoạn bao vây kết hợp dùng lực lượng đột kích mạnh, thọc sâu chia cắt, dùng đổ bộ đường không thẳng đứng, nhảy dù, bất ngờ tạo thế bao vây chặt bằng một vành móng ngựa khổng lồ, chữ U lộn ngược, khóa chặt phía biên giới Campuchia và hai bên sườn, đồng thời dùng lực lượng hỗn hợp bộ binh và cơ giới làm mũi tiến công chủ yếu, thọc vào trung tâm căn cứ nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng chủ lực của ta. Trung tuần tháng 2, các sư đoàn bộ binh số 1, bộ binh cơ giới số 25 đã chuyển vào vị trí ở hai phía đông và tây dọc biên giới Campuchia. Ngày 22 tháng 2 năm 1967, khi cuộc hành quân Giang Sơn City chính thức bắt đầu, thì cả vùng phía bắc đã bị địch đóng chốt vít chặt. Cuộc hành quân do tướng 3 sao Simon, tư lệnh lực lượng dã chiến 2 của Mỹ, đóng nhiệm sở ở Biên Hòa chỉ huy, dự định tiếp theo ngay sau cuộc hành quân Cedarfon, đã bị chậm lại một tháng để có thời gian sửa chữa sai lầm của các cuộc hành quân trước đó. Về diễn biến chung, nhiều tài liệu đã phản ánh đầy đủ. Ở đây xin kể thêm một số chi tiết qua sách báo địch mà chúng tôi thu thập sau này, càng nổi rõ thủ đoạn lắt léo và phức tạp mà địch đã thực thi. Ngày N, tức ngày 22 tháng 2, mở đầu cuộc hành quân đã diễn ra một trong những cuộc cất cánh trực thăng đồng đảo nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Nam Việt Nam. Đổ 9 tiểu đoàn bộ binh thuộc sư đoàn bộ binh số 1, lữ 196-173 xuống Sóc Mới, Rùm Đuôn, An Khắc. Một tiểu đoàn còn lại của lữ đoàn 173 gồm 845 quân do 16 máy bay C-130 từ Biên Hòa trở đến, nhảy dù xuống Cà Tum để hoàn thành cánh quân phía Bắc của chiếc móng ngựa, và do lữ 1 của sư đoàn 25 từ đường 22 đánh sang hướng Đông Bắc. Ngày N+1, tức ngày 23 tháng 2, lữ đoàn 2 của sư đoàn 25 cùng với trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 thiếu một tiểu đoàn, từ phía Nam theo đường 4 đánh lên đóng chốt ở Bầu Cỏ, Đồng Pan, Sóc Kỳ, nối liền với Cà Tum, lấy huyện Tà Đạt làm hợp điểm, hiệp đồng bao vây bốn mặt toàn bộ khu vực căn cứ. Như vậy là bằng phương tiện cơ động nhiều và hiện đại cao, ngay ngày đầu của cuộc hành quân, tướng Westmoreland đã đưa toàn bộ đội hình chiến dịch cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, pháo cối vào các mục tiêu tiến công, bao vây án ngữ toàn bộ khu căn cứ trên các hướng bằng nhiều lớp bộ binh và hỏa lực. Đúng là nếu nhìn trên bản đồ hình thái chiến dịch, ta thấy thế trận hành quân của địch vừa kín lại vừa hiểm. Tưởng chừng đối phương khó có thể lọt qua vòng phong tỏa bằng bộ binh, xe tăng, thiết giáp và hệ thống hỏa lực ken dây của địch. Nhân đây xin được kể một chi tiết ngoài lề. Tháng 7 năm 1967, tôi được phép của Bộ Tư lệnh miền đi trong đoàn anh Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Cục, ra Hà Nội nhận kế hoạch tiến công nổi dậy xuân 1968. Được tin này, nhiều bạn bè chiến đấu cũ đến thăm, hỏi đủ mọi chuyện đi đường, chuyện cảnh vật, nhân tình ở trong đó, và rôm rả nhất là chuyện chiến đấu, chuyện về cuộc hành quân Giang Sơn City. Chả là trong số bạn bè có một số muốn hỏi sâu những kinh nghiệm vì các anh đã nhận lệnh đi bê. Mặc dầu người vẫn còn đang mệt, nhưng đụng đến một vấn đề tâm đắc còn nóng hổi, tôi say sưa kể lại những điều mình chứng kiến, quá trình đối mặt với kẻ thù trong một tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Không khí buổi gặp mặt thân mật mà trầm lắng, tất cả đều chăm chú dõi theo tôi kể.
với gương mặt rạng rỡ như để chia vui với người trong cuộc. Bỗng có một anh bạn cắt ngang, chậm rãi xen vào một ý kiến thật lòng. Theo dõi những ngày đầu của cuộc hành quân, mình nghĩ chỉ cần quân ta ra khỏi vòng vây của địch một cách an toàn là thắng lợi rồi. Thoạt đấy chứ, ra đến tận Hà Nội. Tôi nói vui. Ra hẳn chứ, bạn hỏi tiếp. Ra nhận nhiệm vụ mới, để lại vào. Tôi trả lời. Xin được trở lại câu chuyện đang kể. Như trên đã trình bày, chúng ta đánh địch không bằng kiểu gian trận, phân tuyến, mà bằng thế trận chiến tranh nhân dân với ba thứ quân rất đặc biệt, nếu không nói là độc đáo. Khi 45.000 quân địch với hàng ngàn xe pháo hình thành vòng vây tiến vào căn cứ, có các mũi đổ bộ bất ngờ bằng máy bay lên thẳng, thọc sâu bằng bộ binh kết hợp với xe tăng, xe bọc thép vu hồi vào phía sau, đánh qua các khu vực đến tận tọa độ đặt cơ quan trung ương cục mà các phương tiện trinh sát của chúng đã ghi sẵn. Nhưng trước mắt quân Mỹ chỉ là những lán nhỏ không người. Quanh đó là những hầm hào và những bãi mìn, là những đơn vị du kích cơ quan bí mật ém sẵn. Nếu quân Mỹ vượt quá giới hạn cho phép là nhận ngay nguy hiểm. Ngay từ phút đầu đặt chân đến các mục tiêu được giao, quân Mỹ vốn chủ quan ngạo mạn đã hoang mang sợ hãi, bởi đâu cũng có trận địa của đối phương đánh chặn. Quân ta tác chiến không theo đội hình sư đoàn, mà thực hiện chủ động, linh hoạt chiến đấu theo đơn vị tiểu đoàn, trung đoàn, theo các hướng được phân công. Thực hiện nguyên tắc này, ngày 23 tháng 2, khi Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 và Trung đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 11 tiến lên phía Bắc thực hiện hợp vây, thì Trung đoàn 16 luồn xuống phía Nam tiến quân vào đội hình quân địch đang di chuyển. Trung đội đi đầu bị cắt đứt, đại đội 13 thuộc Trung đoàn 1, Trung đoàn 16 địch đã lọt vào trận địa phục sẵn của ta, hàng chục lính Mỹ chết. Vào khoảng nửa đêm, sau 54 đợt ném bom yểm trợ, chúng mới cứu thoát số tàn quân rút về phía sau. Ngay đêm đó, trung đoàn còn tổ chức pháo kích căn cứ hậu cần của địch ở suối đá, gây nhiều thiệt hại. Trong khi du kích Cà Tum nổ súng bắn rơi 12 máy bay lên thẳng, du kích cơ quan trung ương cục ở Rùm Đuôn, An Khắc, bộ đội địa phương Tà Đạt chiến đấu bắn rơi thêm 9 máy bay lên thẳng, thì chúng tôi lệnh cho các đơn vị thực hiện đánh nhỏ hai bên sườn và sau lưng đội hình hành quân của chúng. Ngày 26 tháng 2, Trung đoàn 2 vận động tập kích Mỹ ở Tràng A Lầu. Một bộ phận khác phối hợp với du kích cơ quan đánh địch ở Tà Xia. Ngày và đêm 28 tháng 2, Trung đoàn 16 triển khai phục kích địch ở Đông Nam Giếng Thí, tập kích cụm cơ giới Mỹ ở gần cầu suối Ông Hùng, bắn rơi 3 máy bay lên thẳng. Các phân đội pháo của sư đoàn, trung đoàn liên tục pháo kích chỉ huy sở quân địch ở Dâu Tiếng, căn cứ hậu cần địch ở Suối Đá. Hành quân và chiến đấu trong điều kiện thời tiết nóng nực, ban ngày bị chặn đánh, ban đêm bị du kích cơ quan quấy rối, sức khỏe và tinh thần chiến đấu của lính Mỹ giảm sút rõ rệt. Số quân ốm đau lên tới 16%. Từ ngày mùng 1 đến ngày 13 tháng 3, địch buộc phải co lực lượng về giữ chốt và bảo vệ hành lang tiếp viện theo các trục đường 22, đường 4 tìm cách đánh mới. Sở chỉ huy sư đoàn liên tục nhận được điện báo của các đơn vị gọi về đều có chung một nhận xét. Tình hình bất căng, cường độ nóng lấn của địch có giảm, không rõ vì nguyên nhân gì. Tôi điện trả lời. Trước hết, sư đoàn biểu dương ý thức báo cáo thỉnh thị kịp thời của các đơn vị. Đúng là địch có triệu chứng co lại là do ta tích cực chống trả. Các đơn vị cần tổ chức theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến, tuyệt đối không được chủ quan, khẩn trương xốc lại đội hình, sẵn sàng đánh trả, có khả năng địch thay đổi thủ đoạn hành quân. Cùng lúc, sư đoàn cũng nhận được điện của Bộ Tư lệnh miền. Địch tiến vào khu căn cứ rộng mà không nắm được mục tiêu đánh chiếm cụ thể, lại bị ta liên tiếp đánh đòn phủ đầu, chúng bắt đầu dao động. Từ nhận định trên, Bộ Tư lệnh miền quyết định cần tập trung chủ lực đánh những đòn tiêu diệt lớn, đánh mạnh vào tinh thần quân Mỹ, làm thất bại cuộc hành quân của chúng. Quyết định trên có tính định hướng, chúng tôi coi đây là mệnh lệnh phải chấp hành. Trên giao quyền cho dưới được chủ động sáng tạo trong biện pháp,
miễn sao tiêu diệt được sinh lực địch. Dễ mà khó, vì yêu cầu của thế trận chung lúc này chưa cho phép tập trung lực lượng bằng cách kéo các đơn vị về tổ chức chiến đấu theo đội hình sư đoàn. Vì các trung đoàn vẫn phải đứng chân ở địa bàn quy định, tác chiến phối hợp theo thế ba thứ quân. Trong khi đó, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 3, lợi dụng địch co cụm, du kích cơ quan các xã, bộ đội địa phương các huyện được dịp bung ra tiến công vào các cụm quân địch ở Bầu Bàng, An Khắc, Bầu Lùng Tùng, Cà Tum, đánh địch vận chuyển trên các đường giao thông, phá hủy, đánh hỏng 85 xe tăng, xe bọc thép. Tin vui mà chúng tôi đứng ngồi không yên, vì lo sao phải kịp thời phối hợp chiến đấu, chậm là lỡ thời cơ. Suy nghĩ và cho đổi, nhưng không được kéo dài, vì diễn biến tình hình đang rất mau lẹ. Chúng tôi quyết định sử dụng toàn bộ lực lượng trung đoàn 2 vận động tập kích cụm quân Mỹ ở Đồng Pan. Ngày N tiến công là ngày mùng 10 tháng 3. Vì trước đó trung đoàn này có đụng độ với địch một vài trận nhưng thường nhỏ lẻ, lực lượng cất tiểu đoàn đang còn sung sức, lại đứng chân ở vị trí thuận tiện cơ động tiếp cận mục tiêu. Chúng tôi coi đây là trận đánh then chốt nhưng không thành, do chuẩn bị triển khai chiến đấu chậm, một phần có khó khăn khách quan, quyết tâm của cán bộ chưa cao. Đồng chí Trần Xoa, trung đoàn trưởng, phụ trách hướng chủ yếu, hy sinh trong khi đi chuẩn bị chiến trường. Đành rằng đây là khuyết điểm của cấp dưới, nhưng là người chỉ huy chung, tôi thấy mình có phần trách nhiệm. Bài học rút ra là tình thế càng khẩn trương, càng đòi hỏi người chỉ huy phải sâu sát hơn nữa. Sau mệnh lệnh chiến đấu, cần phải quan tâm đúng mức khâu hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc cấp dưới triển khai, thực hiện, được coi như một quy trình của người chỉ huy trong chỉ huy chiến đấu. Với tôi đây thực sự là một kỷ niệm không vui, nhưng nhiệm vụ trước mắt đòi hỏi phải vươn lên, sốc tới. Tôi lại cùng các anh trong bộ tư lệnh sư đoàn lao vào công việc. Hỏng việc này, bày việc khác mà làm, lúc này không trách móc phê phán. Theo kế hoạch vừa được bổ sung, ngay đêm mùng 10 tháng 3, chỉ sau vài giờ trận đánh Đồng Pan không thành, một tiểu đoàn của trung đoàn 2, sau một đợt pháo kích kéo dài 30 phút bằng súng cối và DKZ, đã tiến công tiểu đoàn cơ giới địch. Trời đêm đỏ rực vì pháo sáng liên tục và bom nổ, trực thăng lao vào tiếp tế đạn dược và đưa thương binh ra. Vào 5 giờ sáng hôm sau, trận đánh mới kết thúc. Đặc biệt trung đoàn 16, do tổ chức chiến đấu tốt, đã liên tiếp pháo kích, tập kích cụm quân địch ở Bầu Cỏ ngày mùng 10 tháng 3, Trảng Bầu, Trảng A Lầu ngày 11 tháng 3, ở Tà Xia, Bến Ra, phá hủy, phá hỏng 72 xe tăng, xe bọc thép. Những trận tiến công trên của sư đoàn 9 cùng với các trận đánh có hiệu quả trong cùng thời gian của lực lượng du kích, cơ quan binh vận trung ương cục ở Suối Mây, du kích công binh huyện Sóc Kỳ, du kích xưởng thông tin S3 huyện Tà Đạt đã góp phần làm cho tinh thần chiến đấu của quân Mỹ càng thêm sa sút. Ngày 13 tháng 3 năm 1967, Mỹ cho máy bay lên thẳng bốc quân rút khỏi Cà Tum, Bổ Túc và một số cụm ở Tây Bắc tỉnh Tây Ninh. Địch chỉ còn chốt lại ở Đồng Pan, Bồ Cỏ trên trục đường 4, kết thúc đợt 1 cuộc hành quân. Ngày 15 tháng 3, Lữ đoàn 173 và Trung đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 11 chấm dứt hoạt động, coi như đã kết thúc cuộc hành quân nghi binh đánh lạc hướng phán đoán của ta. Thực tế là Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho giai đoạn 2 của cuộc phản công. Cùng thời gian, Trung đoàn 3 từ quốc lộ 18 báo cáo về sư đoàn có nhiều dấu hiệu địch tăng quân ngược lên phía Hớn Quản. Đồng thời Bộ Chỉ huy miền cũng điện gấp xuống sư đoàn: địch đã thua đau nhưng chưa từ bỏ tham vọng, chúng tiếp tục cuộc hành quân nhưng lật cánh sang hướng đông, và giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang nói chung, sư đoàn 9 nói riêng cần phải làm để đối phó thắng lợi âm mưu mới của địch. Công việc chuẩn bị thật bộn bề mà thời gian chỉ có 5 ngày. Không đợi đến lúc cấp trên nhắc nhở, uốn nắn, chúng tôi tự thấy phải làm gì. Trong đợt 1, sư đoàn 9 tuy có mở được một số trận tiến công, nhưng do chưa quán triệt quyết tâm
và phương châm chỉ đạo tác chiến của miền đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, chưa thực hiện được trận đánh thôi động nào. Đây là vấn đề mấu chốt, nổi cộm, cần phải giải quyết trong giai đoạn chuẩn bị trước khi bước vào chiến đấu chống lại bước 2 cuộc phản công của địch. Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn hội ý trao đổi để rút kinh nghiệm việc đã qua, bàn công việc cần làm ngay. Một thách thức nhưng phải đặt ra tức khắc là đánh hay không đánh. Nếu còn lưỡng lự trong nhận thức tư tưởng thì không thể bàn các vấn đề khác. Một lần nữa tôi càng hiểu câu nói sâu sắc của anh Thanh: dám đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh Mỹ. Nó như một nguyên lý của công tác chính trị tư tưởng lúc này. Với tinh thần thực sự cầu thị, không vòng vo lý sự, không né tránh, từ nhận thức ấy, chúng tôi tìm được nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao trong đợt 1 của chiến dịch là do tư tưởng ngại hỏa lực phi pháo, xe tăng địch, muốn phân tán đánh nhỏ như hoạt động của các lực lượng du kích cơ quan. Từ đó, sư đoàn nêu ra yêu cầu lãnh đạo tư tưởng lúc này cần phải thể hiện tính chiến đấu cao, nói cho hết những khí phách anh hùng, những thành tích có giá trị trong đợt chiến đấu vừa qua, đồng thời phê phán có lý có tình những biểu hiện bi quan, đánh giá địch quá cao, không thấy hết mặt mạnh của ta, củng cố và xây dựng tư tưởng đánh lớn là chức năng của các đơn vị bộ đội chủ lực. Từ đó các đơn vị tiến hành sinh hoạt chính trị nhẹ nhàng mà nghiêm túc, nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng, dám đánh, động viên cổ vũ mọi người phát huy truyền thống đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng tư tưởng dẫn đầu nếu được hiểu đúng, có biện pháp lãnh đạo đồng bộ, phù hợp với thực tế, đâu phải là duy ý chí, mà trái lại, nó là một nguyên nhân tạo nên các kết quả khác. Nắm chắc quả đấm chủ lực, đánh cho được 1-2 trận lớn, diệt tiểu đoàn, chiến đoàn địch, đó là phương hướng lãnh đạo tư tưởng của sư đoàn, đồng thời cũng là mệnh lệnh chiến đấu đối với toàn sư đoàn. Trong đợt 2 này, lãnh đạo miền vẫn kiên trì chủ trương đánh địch bằng thế trận chiến tranh nhân dân, bằng sức mạnh tổng hợp của ba thứ quân, mà quả đấm chủ lực vẫn là sư đoàn 9, không tăng thêm và không thể tăng thêm, vì đưa nhiều lực lượng chủ lực vào chiến dịch lúc này là không có, vì sư đoàn 5 vẫn cần thiết đứng chân ở hướng Bà Rịa đánh địch ở vòng ngoài. Nếu có cũng không cần thiết phải đưa vào, như vậy sẽ gây ùn, dễ bị địch sát thương. Để tạo điều kiện cho sư đoàn 9 có cơ hội đánh tập trung, lãnh đạo miền có kế hoạch tăng thêm trang bị vũ khí cho du kích cơ quan và bộ đội địa phương huyện, tổ chức thêm nhiều đội săn cơ giới, triển khai thêm nhiều bãi mìn ở các trảng, các đường, tiếp tục tiêu hao tiêu diệt nhỏ, đặc biệt tăng cường diệt xe tăng, máy bay lên thẳng, vừa giữ gìn căn cứ, vừa chặn giao thông địch. Một số cán bộ cơ sở từ phân vân lúc đầu, nay khi nhận ra vấn đề lại thấy tự tin, tự hào, mặc dù phía trước còn gặp không ít thử thách. Số anh em này tự nhận biết, tự thông suốt, tất cả như các nhà tham mưu cỡ nhỏ mà biết tính toán cỡ chiến dịch, đều thấy bối cảnh lúc này địch dồn ưu thế binh hỏa lực sang hướng đông trên diện tích hẹp. Nếu ta đưa thêm lực lượng đội hình, dễ bị ùn, mật độ bố trí dày, dẫn đến thương vong cao. Tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng tạo và đầy bản lĩnh của Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền, Sư đoàn 9 đón nhận quả đấm chủ lực trong một tương quan không cân sức, với tinh thần tự tin và nghiêm túc. Nhưng đánh lớn là thế nào và đâu là then chốt có sức thôi động, trong khi do yêu cầu giàn thế, lực lượng bố trí lại phân tán hơn trong đợt 1. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo miền, sư đoàn điều trung đoàn 1 từ tây đường 22 ngược lên phía bắc, đứng chân ở Bắc Bổ Túc làm lực lượng dự bị, sẵn sàng đón thời cơ đánh địch tập trung, diệt các cụm hành quân của địch trên lộ đá đỏ ở khu vực Bổ Túc, Sóc Con Trăng hoặc Trảng Ba Vũng. Trung đoàn 3 tiếp tục bám quốc lộ 18 đánh địch vòng ngoài. Lực lượng đánh lớn chỉ còn trung đoàn 2 và trung đoàn 16. Trong khi về nguyên tắc đòi hỏi phải có ưu thế binh lực, đánh đội hình sư đoàn hoặc sư đoàn tăng cường,
Trên đây là những vấn đề đặt ra cho chúng tôi phải giải quyết trong cuộc hội ý, bàn biện pháp thực hiện. Đã qua một đợt chiến đấu đầy ác liệt, căng thẳng, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của mọi người. Luồng suy nghĩ có khác nhau, nhưng khi trao đổi đều hội tụ ở bàn vào, quyết đánh. Có đồng chí còn cao giọng quyết rửa hận, khẩu khí không được chỉnh lắm, nhưng không ai tham gia góp ý, cứ thả sức cho tinh thần hăng say được thể hiện. Cuối cùng sư đoàn quyết định lấy trục tỉnh lộ 4 là nơi tổ chức trận đánh tiêu diệt lớn. Vì tiến hay rút bộ binh địch nhất thiết phải dựa vào trục đường này để thực hành thọc sâu, chia cắt, tìm diệt đối phương. Lấy đồng Pan, đồng Rùm, Trà Dơ là nơi tổ chức các trận đánh then chốt. Vì nơi đây đều là các trảng địch sẽ chọn làm điểm tạm dừng hoặc đóng chốt. Trung đoàn 2 và trung đoàn 16 đảm nhận nhiệm vụ phản công trên tỉnh lộ 4. Cụ thể, trung đoàn 2 đứng chân ở Trà Dơ, trung đoàn 16 lùi về suối Dây, ngã ba Sóc Xoài, tạo thế đánh trận phủ đầu, đón thời cơ đánh trận then chốt, tiêu diệt lớn sinh lực địch. Sự điều chỉnh thế bố trí chỉ là xê dịch, không có khó khăn gì đáng kể, vì cả hai trung đoàn đều có mặt ở khu vực này cho đến lúc địch kết thúc đợt 1 cuộc hành quân. Đây là thế đứng thích hợp, có thể sẵn sàng đánh địch ở đồng Pan, đồng Rùm, Bầu Cỏ. Khi giao nhiệm vụ, sư đoàn nhấn mạnh các trung đoàn vẫn phải giấu quân ở địa điểm thích hợp, không được gần đường quá, dễ bị địch phát hiện sát thương trước khi hai bên trực tiếp đụng độ. Cần tổ chức khảo sát các điểm chờ sẵn để thiết bị chiến trường, có phương án trên thực địa trước, làm kỹ nhưng khẩn trương, tuyệt đối giữ bí mật. Sẵn sàng có hai phương án phục kích nếu địch hành quân và tập kích, nếu địch tạm dừng đóng cụm dã ngoại. Ngày 18 tháng 3 năm 1967, địch triển khai đợt 2 cuộc hành quân với lực lượng 8 lữ đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn thiết giáp, 1 tiểu đoàn quân đội ngụy Sài Gòn trên một khu vực chủ yếu từ đông tỉnh lộ 4 đến tây sông Sài Gòn, từ biên giới đến bắc đường 13. Trọng điểm là vùng đồng Rùm, đồng Kèn, Bầu Châm, Bầu Cột, Sóc Con Trăng, Suối Ngô. Ý đồ của tướng Westmoreland trong đợt 2 là triển khai kế hoạch bao vây khu vực đông bắc căn cứ khu B bằng hai cánh quân từ Hớn Quản đánh sang, phối hợp với lực lượng cơ giới từ phía nam phát triển lên, hình thành thế bao vây kết hợp với máy bay lên thẳng, đổ quân chốt chặn và cơ giới đột phá cất vó cơ quan lãnh đạo, chỉ huy miền, các lực lượng và cơ sở của quân giải phóng. Để giữ yếu tố bất ngờ, địch không cho chuẩn bị hỏa lực trước mà chỉ dựa vào máy bay trinh sát dẫn đường, dùng bộ binh cơ giới thọc sâu tiến chắc từng bước. Lực lượng bộ binh cơ giới do sư đoàn 25 từ hai hướng tây nam theo lộ 4, lộ Kiểm, lộ Trắng đánh lên, từ hướng đông sư đoàn 1 theo lộ Đá Đỏ đánh sang hướng tây, kết hợp với lực lượng đổ bộ đường không, hình thành thế bao vây căn cứ đông bắc khu B. Rút kinh nghiệm đợt 1, quân Mỹ tập trung thành cụm lớn có cả bộ binh, xe tăng, pháo binh, từ đó đánh tỏa ra xung quanh, vừa thăm dò vừa phá, vừa thọc sâu vào căn cứ của ta, vừa chú trọng giữ vị trí bàn đạp, nhưng dè dặt, thận trọng. Ngoài ra, địch tìm mọi cách nghi binh, đánh lạc hướng cùng với việc hối hả chuẩn bị. Chỉ trong 5 ngày sau khi kết thúc đợt 1, địch đã triển khai cuộc hành quân 2 với nhiều thủ đoạn xảo quyệt. Lại rút kinh nghiệm thất bại đợt 1, tướng Westmoreland tin trước là sẽ tìm diệt được đối phương. Nhưng phán đoán của bộ chỉ huy miền, những bố trí lực lượng và dự kiến các trận đánh của sư đoàn 9 gần như trùng hợp với những gì xảy ra ngay những giờ đầu, ngay đầu cuộc hành quân của Mỹ đánh vào chiến khu C từ hướng đông. Chúng ta đúng vì chúng ta biết mình biết người, có bề dày thực tiễn chiến đấu ngay trên đất nước mình, lại nắm vững quy luật chiến tranh, nghệ thuật quân sự cũng được tổng kết, rút ra từ chính cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc diễn ra trong nhiều thập kỷ. Còn tướng tá Mỹ không phải nghèo về trình độ học vấn, về nghiệp vụ tham mưu, mà điều cơ bản
hình như đội quân xâm lược nào cũng không tránh khỏi. Đó là đầu óc chứa đầy những suy tính chủ quan, ngạo mạn, chỉ biết mình mà không biết người. Ngay từ lúc địch mới ra quân, chỉ huy sư đoàn chúng tôi theo dõi chặt chẽ diễn biến để kịp thời xử lý, nhất là trên hướng dự kiến có đánh lớn, không thể lặp lại khuyết điểm, chuẩn bị triển khai chiến đấu chậm như trận Đồng Pan. Trước ngày 18 tháng 3, địch tung các đại đội biệt kích thám báo, hoạt động thăm dò theo tỉnh lộ 13, phía đông sông Tha La và khu vực Đồng Rùm. Đến ngày 18, ở khu vực phía bắc, địch ra quân ồ ạt, nhưng riêng Đồng Rùm vẫn tương đối yên tĩnh, chỉ có phi pháo địch thi nhau oanh tạc, bắn phá mang tính chất dọn bãi, dấu hiệu địch sắp đổ quân. Tôi điện gấp xuống hai trung đoàn nhắc nhở: có khả năng ngày mai 19 tháng 3 địch đổ quân xuống Đồng Rùm, các đơn vị phải sẵn sàng tổ chức theo dõi chặt diễn biến 24/24 giờ, nhưng vẫn tuyệt đối giữ bí mật và động viên: gắng lên, đừng để hổ phá cũi nhé. Cả đêm 18, rạng ngày 19, ở sở chỉ huy tiền phương sư đoàn, chúng tôi thật sự hồi hộp, chờ đợi đến căng óc về những khả năng và diễn biến khi trời sáng. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.